Cái phần đầu công anh không không gối vào vào hoa đấy là ok. Được. Vào đây không có Vâng. hết à? Đây thôi. Em đang định lên em bảo anh để cái phần này anh vẽ tròn tròn cho em đẹp. Cái cũ của nó là đang kiểu kẻ dọc nhưng mà vẽ tròn này là đẹp rồi. Thế là cái phần này anh tỉa tỉa cho em khi mà lên màu cho nó có cái độ đậm nhạt một chút đấy. À đây lên tròn mà. Vâng. Tròn tròn màu. Thế là nó có độ đậm nhạt một chút hôm qua em lên. Đấy, kiểu kiểu ví dụ nó có chỗ đậm chỗ nhạt thì nhìn nó sẽ không Đợt bị kia đều. thì anh làm sáng tối hết mà. Vâng, Làm làm tối làm cho tối và còn sáng cái là ảnh mẫu như lần trước em gửi cho anh Dũng là đây nhìn đây nó sẽ bị đều hơn. Đây cái ảnh trước nó như thế này. Đấy, thì nhìn nó cứ đều 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 đều. rồi anh dồn lên bên này sáng hẳn đi, Vâng, thế bên này dồn lên dồn đậm bên này. vâng. Nghĩa là nhìn làm sao cho nó màu nó nổi khi mà nhìn vào là cái con công mình cảm giác nó nổi bật hẳn lên, bởi vì cái này cái chủ thể chính em đang muốn là cho cái con công nhìn nó to hẳn lên ấy. Tại khi mà nhìn vào nhìn con công nó nổi bật lên. Em nêm màu này hay nêm màu theo cái kia? Không, em lơ màu cho cái kia thôi, Nêm cái anh chỉ kia lơ đi. màu cho cái Vâng. kia. Vâng, nghĩa là ý là những các chi tiết này mình làm cho nó kỹ kỹ một chút, khi mà nhìn vào ví dụ nhìn vào mặt con công thì nó có hồn một chút. Đấy, như này đẹp này, cái tai tiếc lên ok. Đấy, như lần trước cái ở trong ảnh kia là cái chân con công nhìn nó bị bé, thì bây giờ mình cướp lên nhìn nó to nó dài nhìn nó có móng thì nó đẹp. Cái nét hoa anh cố gắng đi cho em nó liền mạch, cái nét hoa nó liền mạch. Anh hoa anh nó dồn như kiểu này nhá, đây là cái của nó Đây là liền đây đúng không? Cái nét này là ý em là những cái nét này à, cái đứt gì nó đi liền lại, để khi nhìn vào thì cảm giác nhìn nó liền mạch sắc nét, nó tròn trịa cái bông hoa như là đứt ấy. Vâng, anh nối nối giúp em cho nó nhìn cho nó tròn trịa, còn lơ màu như nào thì anh nhìn anh cảm thấy hợp lý thì anh lơ, còn đây là em chỉ nhờ anh là ý hộ em cái nét thôi. Đấy. Nó liền những cái nét lại, nó cánh hoa nó kiểu nó tròn trịa. Chính là máy chỉ nhé. Vâng. Đấy, nét nét nó cứ liền thì là đẹp. Lúc mà nền ấy thì anh lơ cho em tới tối như này nhé, Thế cái anh nền lên lên sẫm hơn, lên vâng sẫm sẫm gì nó thì đều nó nổi bật hẳn cái à, chủ thể của mình đó lên. Với cả cái phần chim công anh cho em những cái màu nào mà nghĩa là khi mà nhìn nó phải bật được lên hẳn so với cái nền nền màu xanh này. nên một cái này Ví dụ như bây giờ cái nền đang là màu xanh này đúng không, cái cánh công nó là đang là màu xanh này đúng không, thì nhìn cảm giác nó hơi bị lẫn lẫn với nhau một chút, thì anh bật cho em sang cái này đi, cái kiểu nơ kiểu kia nhé. kiểu kiểu kia đi, kiểu này đi. Anh thì sợ không tăng giống mẫu thì nó Anh bật cho em sang cái này đi, à, nhìn nó bật đây hẳn lên này. và thêm em gửi cho anh cái Vâng. em chụp luôn. Thì nhìn nó nổi, nó tách khỏi con công ra khỏi cái nền. Cả những con chim này thế nhá, nghĩa là Những con chim này làm sao cho cái màu, nghĩa là nó màu nó sặc hơn, không cần phải vâng. theo nó được luôn.
Thế là chỉ cái nét là anh sắc nét cho em, mới cả ví dụ như là những cái bình to như này, con chim con chiếc thì mình làm cái mặt cái mũi để làm sao cho nó nhìn nó phải có thân thái. Còn về màu sắc thì anh cứ làm cho em hài hòa vậy, nó bật được cái nổi chính lên, nó bật được cái tông chính lên là ok. À, đây là đang chế tác một cặp bảo bình, mẫu chế tác là chim công. Nhìn chân càng nhìn rõ ràng. Thế nên thì mình làm này nó tăng vào lên được. Vâng.
Mình là Khánh, đồ gốm phong thủy, chuyên cung cấp và nhận thiết kế chế tác bình phong thủy theo yêu cầu.